Nắc như cây bông nào. Nào xếp hàng ngang nào các bạn ơi, xếp hàng ngang. Xếp hàng ngang nào, cho đội hình đẹp nào. Rồi, quay ở đây, quay ở đây. Quay vào ông bà này. Rồi bắt đầu. Rồi bây giờ đến lượt. Rồi, bạn đi xì à, ông có chúc cháu cái gì không? Chúc ông nữa đi con. Thế rồi đến lượt bạn. Ui giời ơi, đấy câu nói này hay đấy. Rồi vỗ tay. Ôi xúc động quá, khóc cả con. Ôi giời, đúng rồi, ba con còn khóc luôn này. Rồi tốt. Rồi, câu hay nhất đó. Câu nhất đó. Đúng rồi. Rồi cả nhà vỗ tay nào. Hello. Rồi ông có chúc tập thể các cháu lại tiên công nào không nhỉ? Ngoan ngoãn rồi ông ạ. Rồi các cháu là này bắt tay ông gái hoặc là ôm ông gái nào các con. Đấy, ôi ôm ông là nhớ phải ôm bà nha. Làm sao? Rồi. Rồi. Cái gì? Rồi, cái gì? Trời tuyệt vời, không kệ nó xúc động, nó khóc là chuyện bình thường. Lại đây ôm bà nè. Ôi bà thương nè. Ôi. Con này nó xúc động lắm các bạn ạ. Rồi đến lượt ôm ông chứ, ôm ông. Ôm ông khoan nữa, không có ông khóc bây giờ, nhanh, đứng lên. Ôm ông. Câu nói đấy là hay đấy. Chúc ông này ôm con, ông ôm vào, con ôm vào. Rồi ok tuyệt vời quá. Rồi các con này lại đây, các con ở đây đây, giờ bố mẹ mừng tuổi cho các con nào. Bây giờ chúc bố mẹ đi. Con dâu. Đến được con xin kéo, chúc ông thầy gặp phúc nha. Chúc bà đi ra đi vào đi chúng nhà nha. Chúc bác theo gì? Con chúc bác theo. Chúc ông bà cố sống lâu trăm tuổi mạnh khỏe, đến đầu bạc răng long. Đây là chung hang bà chung một cái. Hang bà cầm. Hang bà cầm, yeah. Hang bà cầm đi. Rồi hang bà cầm ở đó. Đây bà khen, đúng rồi. Cười lấy được thằng út. Thằng út có cái này nhá, bà con nhá. Việt Jet Air. Bây giờ các cụ là già rồi, mình cho đi máy bay nhanh nhá. Ngày xưa là máy bay lâu nhiều rồi, bây giờ cho đi máy bay thật nhá. Đây. Đây bây giờ là chúng con là chúng hay là riêng rồi. Riêng chứ. Riêng rồi. Bài hết hai vé ông Hoàng nhá các bạn nhá. Hai vé. Thế là con năm hết tới đến. Chúng con có cái chút tấm lòng thành, chúng con gửi tới thầy mẹ. Chúc thầy mẹ luôn luôn được chú ban cho được sức khỏe thật là dồi dào nhá. Yêu thương con cháu, cứ cầu nguyện cho con cháu làm sao được sống biết yêu thương nhau để đoàn kết trong mọi cái hoàn cảnh khó khăn, để tết nào cũng có được chung bày như thế này đấy nhá. Đúng rồi, bà mới đấy, đấy đâu có nhiều hơn xin đâu có sao đấy, đồ bay đấy nhá. Dạ, cảm ơn thầy, chúc mẹ nhá.
Con chỉ chúc mẹ là mạnh khỏe và ngày càng minh mẫn thôi. Được chưa? Đi vào, đi ra. Chị mông chị đi ra, đi vào chúng nhà. Đi ra đây. À đây, Master. Đây cũng là một cái vé máy bay đặc biệt của bên hãng của chúng tôi. Đấy, chúc Master là luôn luôn lúc nào cũng được chế ban cho mạnh khỏe này. Được có cái nhiều thời gian quảng đại, tinh thần yêu thương đến gia đình và toàn thể cộng đồng nha. Chào nha. Cảm ơn cậu mợ, chúc cậu mợ nhiều sức khỏe, đôi chân dẻo dai. Sơ luôn nhớ cái cậu mợ từng ngày. Cầu nguyện cho cậu mợ sang năm mới sang nhà nhà thơ. Oh yeah. Rồi các cháu, các con. Rồi, các con bé béo. Đến lượt bác béo mừng tuổi cho cô cho dì Út. Rồi các con. Đến lượt đây. Con đi. Bác béo nên sống rồi. Các con xếp hàng rồi tới ba lì xì nha. Không sao. Sang năm được vạn sinh như gì. Dạ, cảm ơn bác. Chúc bác năm tới phát tài, phát lộc, phát đúng các bạn đang ok phát thêm vài cái nhà nữa ok rồi đến các con có muốn chúc gì ba không à. Có chúc gì chú không ê ăn à, Thảo hơn Thảo là ăn phải đứng trước khổ ghê con mới học lớp 2 chị Thảo xin chúc cho các cháu đứng ngang hàng nè ngang hàng đứng ngang đi bạn nào chúc chú trước chúc ba trước rồi ba bỏ qua Giang ơi bốn cái đồng hòa cái gì? Hết đạn hả? Mì xì cho chú bạn. Cảm ơn nhé. Hết đạn à? Bây giờ nào? Bây giờ các bạn nào? Bạn nào xung phong để chúc sức khỏe Trần Văn Hảo YouTube nào? Rồi, thế này, mời bạn. Phải tới gì? Mua xe hơi mới. Gì nữa? Mua xe hơi mới. Ôi trời ơi, đúng nhu cầu của các bạn nha, xe hơi mới nha. Bạn này sẽ được trúng thưởng đầu tiên. Rồi, tới ai? Chị Hai hả? Giờ chị Hai. Yêu đời lúc nào cũng nở nụ cười nha. Vui nha. Rồi, chị Hai chúc ba. Chị Hai đâu? Chị Hai chúc ba nha anh con, yeah. Tới được con rồi đó. Rồi, chị Hai. Con chúc ba sống ngon, một trăm tuổi, và các con hơn, và mua xe hơi nhiều hơn. Rồi, ba cảm ơn con nha. Kiểu vừa rồi, năm vừa rồi mình yêu thương nó ít ít hay sao, hôm nay nó chúc mừng mình, yêu thương nó nhiều. Cái tội đi nửa đêm mới về nhiều quá mà. Ôi, thương quá, con gái của ba quá. Chào ba thương nhiều nha, đây, chúc con gái một cái bye bye. Đã thích chọn cái nào chọn rồi. Rồi Giang đâu Giang đâu? Hai cục cưng của cậu nào? Ba của chú nào? Chú. Mà đã. Thôi đi nước. Nói đi. Thôi để em từ từ con đừng hối em, để em tự nhiên. Em đang nghĩ gì nói đấy. Bấm chị quay cho chị. Nha. Nói. Hạnh phúc. Rồi. Con gì nữa không con? Giang. Còn gì nữa không con? Chú mua thêm cái biệt thự. Được chưa? Hay quá thiên thần. Cảm ơn thiên thần nha. Thiên thần này xứng đáng được nhận được một phần quà đi chi từ ban tổ chức nha. Cảm ơn chú. Bye bye. Rồi. Và đến được bạn quay được rồi Thảo con chúc chú thím làm ăn phát tài và mua được nhiều nhà lâu. Cảm ơn con nha, chúc con là luôn luôn khỏe mạnh nha, học giỏi nha, có bao nhiêu bằng khen của nhà trường là lấy hết cho chú nhá. Giờ lại chúc ba mẹ, hai chị em lại chúc tết ba mẹ đi con. Hai chị em chúc ba mẹ nha.
Chương trình cảm ơn các bạn, các bác rất là nhiều. Cảm ơn rất là ông bà đã tới bay từ ngoài Bắc vào tới ông con. Dạ. À, hay quá. Em nên tiếp nhận rồi là nhân lên con số bao nhiêu thì nhân số. Để em quay cho. Ê, bác Hiền ngồi anh đứng, cái này thì có cái vụ ngược đời vậy trời. À, ngồi ngồi ngồi. Ngồi đi cậu nhận. Không, 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 đứng đây. Không. Ai ngồi đứng. Thôi, ngồi đứng.
khô hết cổ. Chưa được uống miếng nước nào. Thôi tôi túm lại, bác túm lại một câu là những lời chúc tốt đẹp này bác chúc hết rồi. Đây đây là hiện vật để mua sĩ biệt thự. Nhớ để dành riêng cho bác một căn phòng bác nghỉ ngơi. Ok. Các bạn biết không? Cái này là của thằng Út đấy. Lần sau các bạn muốn nhận lì xì là phải là Út nha. Đấy. Bây giờ là bạn Út sẽ được rất là nhiều những cái lời chúc tốt đẹp của từ bố mẹ, từ các con, từ các cháu. Bây giờ là bạn Út rất là cũng là xúc động lắm, xúc động lắm. Thế là bạn Út đây là cái chương trình đầu năm của gia đình nhà mình á. Chắc là gia đình nhà các bạn cũng như vậy thôi, nhưng thực ra là mình làm một cái video để làm kỷ niệm các bạn ạ. Bởi vì bố mẹ thì mỗi ngày nó càng mỗi xuân tuổi đuổi xuân đi đúng không? Mỗi tuổi đuổi xuân đi. Và các con các cháu là một năm trời là để được đoàn tụ như thế này thì thực ra rất là hiếm. Nhiều người cũng rất là nhiều tiền, nhưng mà đôi khi vì Covid giãn cách thì người ta cũng không có thể tới nhau được còn online. Nhưng mà thông qua cái này thì mình cũng làm một cái video để làm cái kỷ niệm vậy. Cho nên là chúc tất cả bố mẹ, anh em, bạn bè trong gia đình, họ hàng của Hảo cũng như toàn thể của các bạn cũng đều được một cái không khí Tết ấm no, ấm cúng như thế này nhá. Và cứ có sao mình làm như thế đấy cho nó dân dã, nó vui vẻ. Trần Văn Hảo đầu năm mới xin chào các bạn nhá, và hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo nhá. Bạn nào chưa đăng ký thì đăng ký kênh của mình nhá, nhớ bấm like cho mình nhá. Rồi bye bye, bye, bye. Hết nào, bye bye. Chúc mừng năm mới nhá. Happy New Year.